Chiều nay ngày 8 tháng 11, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thị xã Nga Năm đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri xã Vĩnh Quế. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Vĩnh Quế được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thông báo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước. Bà con cử tri xã Vĩnh Quế cũng có các ý kiến, kiến nghị về sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn, đầu tư xây dựng đường vào và sân trước trụ sở Ban Nhân dân ấp Vĩnh Thanh, quan tâm đầu tư trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế độ chính sách đối với người nghỉ việc. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo địa phương trả lời tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền được các đại biểu ghi nhận tổng hợp gửi các cơ quan chức năng trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt là bà con cử tri đã được nghe ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Sóc Trăng đã được Trung ương quy hoạch cảng biển nước sâu Trần Đề thành cảng biển đặc biệt và là cửa ngõ vùng. Đồng thời, tỉnh đã triển khai một số dự án giao thông trọng điểm như tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cầu Đại Ngãi nối liền hai tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng trên tuyến quốc lộ 60. Qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông vận tải, tăng cường các hoạt động liên kết vùng. Chiều ngày 8 tháng 11, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp đã tiếp xúc hơn 80 bà con cử tri tại thị trấn Long Phú. Cử tri được nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị của tỉnh và huyện thời gian qua, nội dung chương trình làm việc tại kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện sắp tới. Qua đó, bà con cử tri rất phấn khởi trước kết quả đạt được của tỉnh Sóc Trăng và huyện Long Phú và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước. Bên cạnh đó, bà con cử tri cũng mong muốn các đại biểu dân cử tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đem những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của người dân tới các cấp chính quyền để góp phần xây dựng quê hương, đất nước tươi đẹp. Sáng ngày 8 tháng 11, ông Trần Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Nga Năm cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp đã có buổi tiếp xúc hơn 60 cử tri tại xã Tân Long, thị xã Nga Năm. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 10 tháng của năm 2023 và dự kiến nội dung kỳ họp Hội đồng Nhân dân tới. Qua đó, bà con cử tri đóng góp ý kiến xoay quanh hệ thống nước sạch nông thôn, các tuyến lộ cần đầu tư mới, tình hình trộm cắp còn xảy ra nhiều, đầu tư thêm trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp làm cầu nối cho nông sản của người dân. Các ý kiến của cử tri được lãnh đạo ngành chức năng và đại diện chính quyền địa phương đã trả lời trực tiếp chi tiết và được cử tri đồng tình cao.